Quý vị khán giả thân mến, ngay bây giờ Thuận sẽ tiến hành đi vô cái nhà của chị Kun, người dân tộc Khmer, bán vé số nuôi người chồng cây ruột để ở ngoài. Cái đường vô nhà vậy nè quý vị. Cái ao. Nhà mình nhà tiền chế mà. Chị Quân ơi, chị Quân. Nhà mình đây đó hả? À, chị Quân giới thiệu đi. Là chồng hả? Dạ. Sợ, hả? Chồng em đó em. Trời, cái ruột mình vậy đó hả? Rồi. Đâu dở lên chút rồi. Mình bị về bao lâu rồi anh? Hai nữa, 2 tháng mấy rồi, được 3 tháng. Vậy hả? Giới thiệu tên tuổi anh biết rồi. Em Lê Trọng Bình. Sinh 1978. Vậy hả? 18 năm nay là 47 tuổi hả? Dạ. Rồi mình bị cái này là chính xác là bao lâu? Dạ, em như bạn ấy, nó đau á, cũng có tháng mấy vậy đó. Rồi phát lên nhà thương chờ gãy á. Nó nói bị da tràn với ruột, thắt ruột rồi nọ đó. Rồi nó mổ rồi. À, hồi đó làm gì? Như bằng hồ. Bằng hồ là thợ hồ hay là phụ hồ? Thợ hồ. Lúc đó là mình làm mình nuôi vợ hay là mình nuôi vợ với 2 đứa con á. Lúc đó vợ bán vé số chưa? Đi cũng đi bán này, cũng lấy 70-80 ngàn tắm á, đi bán cho con đi học á, mình với bạn bên thành phố á thì về. À, rồi bây giờ cái ruột để vậy mình còn đi lại đi được không? Đi tới đi lui được. Đi được, đi tới đi lui được. Mà nó hơi thốn đau. Hơi thốn đau hả? Đâu đâu đi thử á. Coi bước đi sao. Đi gì nữa. Vậy đó ha. Ừ. Nhưng mà cái ruột thì để vậy. Ừ. Đấy rồi. À, chào cô. Cô ở gần nhà đây không? Vậy hả? Cô là mẹ đó. À, cô mẹ hả? Dạ. Mẹ của người gì, chồng hay người vợ? Mẹ của người bệnh đó đó. À. Mẹ không có mẹ đâu, mẹ biết rồi. Vậy đó hả? Ừ. Bởi mẹ đó, mẹ nhà cô đâu? Nhà cô đâu? Nhà cô ở ngoài ngoại á, cái này dạ, hồi nãy đi vô có hàng gạo đó là nhà cô đó, hả? Không, người ngoài kia. Ngoài kia nữa hả chị? Dạ. Là đơn giản đó. Vậy hả? Ông này là cán bộ hưu mà từ hồi đó tới giờ đó, anh thấy bằng dịp mà tới giờ đó tới hưu luôn mà cũng. Dạ dạ dạ. Đó. Vậy hả? Vậy là chồng của cô là ông hay bảnh đó đó. À. Làm ở ấp ở đây hả? Ừ. Vậy hả? Bây giờ còn làm cô? Còn. Vậy hả? Đó, đuổi. Bên cao tuổi đó. Dạ. Thì với bên cuộc chứng binh đồng đó là ổng không á. Tới dạ. Giờ nghỉ người ta còn không cho anh thôi em ơi. Dạ rồi, con chào chú nha. Dạ. Dạ. Ở đây là nhà mình ha. Dạ. À, cái phía này bị xét tôn hả? Dạ. Rồi tối ngủ đâu? Tối ngủ đây. Tối ngủ đây hả? Rồi dạ. Vợ ngủ đâu? Dạ ngủ buồn. Bị gì không ngủ chung được hả? Dạ. Không. Lúc anh tên gì mà em... Lê Thanh Bình. Anh Bình phải không? Dạ. Dạ thì tên Kun. Dạ. Cương. Dạ bây giờ là theo được biết là... người nhà là anh Bình là bị lòi ruột để ngoài như vậy. Ừ. Rồi vợ bán vé số. Ừ. Rồi nuôi các con nữa, rồi mình còn cái khó khăn nào nữa không, thế nào thôi kể nghe coi. Thì đó là mình ngoài cũng được vậy nên đó thì cũng không có tiền gì nào đó, rồi con đủ đi học rồi nó vợ đi bán cũng hoàn nuôi vậy đó, cái thuốc và đồ. Yeah. Mình thấy cũng mấy gắn cho hết rằng mình đi bằng đồ lại vợ vậy đi mà cũng được. Hồi nãy có hỏi chị Quân ở ngoài kia là nói là anh ngã bệnh xuống vậy nè. Dạ. Có hỏi tiền vay là 20 triệu. Dạ. Đúng không? Để dạ. Để trị bệnh đúng không? Dạ. Bữa mổ. Là một tháng giờ là phải đóng tiền lãi là 2 triệu. Không có 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. 1,5 triệu hả? Dạ. Một tháng đóng 1,5 triệu. Sao chị nói là 10%? Mẹ bà đóng giùm không á? Mẹ bà đóng.
Vậy hả? Đâu đâu, cô vô đây đi. Cô vô đây hỏi má, cô. Mẹ má hỏi giùm chứ mình hỏi người ta cũng không có cho nữa. Vậy hả? Mẹ má hỏi giùm. Vậy là chắc vậy là giờ đã chắc vợ anh bệnh. Cô ngồi luôn đi cô. Cô hỏi cái nợ này này sao vậy? Tại vậy là chắc vợ anh bệnh là người Khmer nó không rành rồi. Đúng rồi. Nãy giờ hỏi ngoài kia là nói là một tháng là đóng một triệu là đóng 100.000 đó, coi như là 20 triệu là tương đương là mình đóng một tháng 2 triệu. Là cô hỏi sao? Một tháng gì đó là 10 triệu đóng 50 triệu gì đó. 10 triệu á thì anh 50 triệu đóng 50 triệu. 50 triệu. 1 triệu á ha là em đóng 50.000. Dạ. Đó, em dân là nhiều. Dạ là lại 20 triệu của Trần Hằng Bảo chứ không phải ai đâu. Bữa ngày đi mổ đó là 20 triệu mình đóng có 1 triệu à? 1 triệu lời. 1 triệu. Bữa nay đóng gần 2 tháng gần tới 3 tháng rồi đó. Dạ, tưởng đâu là 20 triệu là mà đóng 2 triệu là lãi lãi hơi cao. Cái đó là nói chung là bà con đó, nó thấy nó bớt đó. Chứ ở đây là bạc chỉ tiền 1 triệu, đóng 1 triệu không mà em ơi. Dạ. Nó bớt, có thấy gì. Cô nghe, cô đi nghe điện thoại đi cô. Dạ. Không nghe luôn hả? Không, không. Không sao đâu. Rồi ngoài nợ nần vậy là còn nợ nào nữa không? Trời ơi em ơi, chị nói đây nhờ của người ta cho đồ này nọ đó. Rồi đằng này đi về đây người ta cho chắc cũng 6 triệu bạc đó. Trong vòng bên Tân Tứng đâu. Ai mà luôn về vậy? Cô đi nghe điện thoại đi cô. Bên Tân Tứng là bên thằng Tứng, bên con có thằng Tâm đó. Nó dạ. Biết đó, nó vô qua nó thăm rồi vòng đây người ta cũng thấy cha nó bệnh vậy đó, rồi thấy cũng có nghĩa có tình đó, rồi đi thăm cho cũng được cả 6 triệu bạc. Rồi 6 triệu bạc rồi là cái bắt đầu cái quay vẫn ăn uống thuốc mẹ hàng ngày. Rồi giờ là tới đi đem ruột vô là 20 ngày nữa là tới đem ruột vô nè. Dạ. Mà không biết nó đem cách làm sao đây nè, đem nhiêu tiền ở đây đã gọi để đi khám không là 8 triệu đó. Khám tổng quá hết nặng coi buồn sao là 28 triệu có giấy đàng hoàng. Dạ, rồi cái ruột mình là bác sĩ nói như sao, có khả năng hết hay là lắp vô sao không? Thì đó bữa đó đi lấy đồ đàng hoàng ở đây để vô cũng được rồi đó, mà để cỡ 3 tháng hay để vô, nhưng để vô người ta không bảo đảm. Cỡ 3 tháng thì hay để vô. Bây giờ mình được mấy tháng rồi? Còn 2 tuần nữa là 3 tháng. Mà mỗi cái đem lên để vô sao mình không biết. Rồi mình đi mẫu thì có bảo hiểm không? Không có bảo hiểm. Trước kia là mình làm gì chưa bệnh đó? Chưa bệnh đó là làm hồ phải không? Đi làm hồ. Có làm gì nữa không? Không, đi làm hồ nữa. Em ơi, cái bảo hiểm có gì bữa đó ngày là tới đi mổ nó là nó tới rồi nè, mà nó không chuyển tiếng là nó không tính. Rồi bây giờ đi lắp vô rồi mình có tốn tiền nữa không? Hay là sao? Tốn tiền, đã gọi đi khám cũng 8 triệu đó. Nó khám tổng quát là tốt hay không đó. Dạ. Yeah. À, khám hết trơn. Rồi bây giờ em kể đi, em khó khăn sao kể nghe coi. Đi, giờ không khó khăn sao không kể lại thì vậy. Giờ không có bằng gì, giờ không có tiền nha, nợ cho người ta nữa, với đó với bằng 2 tuần nữa rồi đi đem ruột vô nữa, chưa có tiền nữa, thì cũng không biết làm sao. Mình lắp vô bao nhiêu nữa? Em cũng không biết nữa. Bây giờ còn không? Bây giờ gia đình mình còn tiền không? Dạ hết rồi, vợ bán nhiều ngày đưa con đi học đồ này nọ với mua thuốc. Mới mua thuốc hôm qua đồ 100 mấy 200 ngàn. Vợ bán rồi không đủ ăn. Thì cô cũng định vậy nè, cô nói thiệt với con á, cô cũng định là để tới ngày cái đi vô thì chắc chờ cô cũng phải lên năn nỉ ông Bảo kiếm khoảng tới 5-6 triệu nữa. Năn nỉ ai? Bảo chẳng cô hỏi đó. Hỏi nợ tiếp nữa. Hỏi đỡ đi. Rồi anh thẳng là cô mặn cô đi bán chẳng được. Năm sáu triệu đủ nhét ruột vô không? Biết đâu, thì nó tới đâu, tới tính tới đó chứ cô đâu có biết. Bị đặt rồi nó đi khám mà nó coi ruột tốt không là hết 8 triệu rồi. Dạ. Rồi đặt này đem vô ra, nó nói đem sống á, thì đem sống thì tội cho con lắm. Đem sống mà con phải mổ về mà đem vô chịu nổi, phải chụp thuốc mê. Dạ. Thuốc mê là hết 2 triệu. Dạ. Chụp mê là 2 triệu, nó mới mổ, nó mới đem vô. Là cái đó là phần cái đó, chứ dạ. Nó chưa chụp hết cái người mình nữa đó. Gì nó thiệt con hen, đồ này tất cả là người ta cho không? Cho dắt từ miếng từ này miếng. Hả? Đây là bà vợ cho. Cho à. Đâu à, em dắt anh đi. Ê, anh dắt em đi vòng vòng giới thiệu nhà coi. Dạ. Cho không, không có cho người làm chiếc. Mình muốn được cái tivi coi ha. Cái tivi này là người ta cho à. Từ bên đây là dắt to anh phải không? Đó con cũ người ta cho dắt. Nó trong nhà thì mình đã xét. Đây là ở đây có cái đồ tay này. Vừa xuyên tầm. Vừa không ạ? Dừa. hơi bên đây hơi hẹp hơn chút xíu, bên đây rộng hơn ha. Dạ. Này là gọi là kẹo xuyên tâm là vậy nè quý vị. Đó, cây này nè, cây trống nó cũng vậy luôn. Ở phía trước này là mình dắt ha.
chích chích dán. Rồi bên đây là vách tôn ha. Rồi bà xã đâu mất tiêu rồi. Này, bà xã đừng đi. Chị Quân. Hai chồng dắt em đi coi giới thiệu về phòng ngủ đâu. Bây giờ chồng bên đây. Ngủ đây ha. Ai ngủ đây? Vợ. Vợ ngủ đây vợ hả? Con, à, sao anh Bình không ngủ chung với vợ luôn đi. Ngủ vậy đâu ngủ được. Sợ vợ tối giật chỏ hoàng cái là cái ruộng nó xịt ra luôn á hả? Vợ. Giống như mình lễ ốc á ha. Rồi ai ngủ đây? Thằng trai đó. Sao cái giường vậy sao ngủ? Có chiếc chiếu đó giặt ra rồi đó. Ngoài áo mà chiếu gắt ra tôi coi trời. Mấy cái tấm dán nó thưa dưới trời. Có chiếc chiếu nè. Chiếu giặt rồi, chiếu gắt đó. Rồi cái này là tôn, nó quỳ tôn xi măng. Dạ. Ai cho nó đâu giặt cái gì? Ai cho gì vậy mà. Cũng dắt tôn xi măng. Dạ, đó gì ba cái cửa đủ cho ba cửa ấy đó. Đây đây cái chỗ này mình bật đèn được không? Dạ được. Đâu mở đèn cho sáng lên đấy. Rồi, để bắt đèn cho. Nấu gì vậy? Giờ này nấu gì? Thì ăn chiên cá. Chỗ nấu cơm hả? Dạ. Cái này cái gì đấy? Dạ cá chê á. Cá chê. Rồi xong mà mèo nhiều vậy. Ủa trời mặt con mèo nè. Rồi cái lò này mình nấu củi hả? Dạ, nấu củi. Có ông Khối lên đây vậy ha. Cho bên dạ. Không xài cái cho ông Khối vô đừng có đen nhà mà cuối cùng nhà cũng đen thui thù lùi luôn nè. Rồi cái chỗ này máng quần áo ha. Ý lộn, chỗ này máng xô nồi. Dạ. Chỗ này nắp dùng ha. Giá ta cho ở đâu thì giá rồi mình thay nguồn nước ở đâu? Dạ ngoài đó kéo vô của mẹ đó, kéo mẹ nó vô. Ở ngoài cây nước á. Là mình xài cây nước hay là nước máy? Dạ cây nước. À cái này là cây nước hả? Dạ. Chỗ này là nhà tắm mình ha. Dạ. Có cái tòa này nó cũng bể rồi. Đâu? Xe đạp đâu? Nè, xe đạp để bên đây mà nó hư cái đứt gì sơn chưa thay cho nó. Ở đây mình cũng có cái tủ lạnh xài nè. Dạ, cái tủ này cũng chứ sao mà người ta trúng số á, người ta ủ người ta cho là. Cho gì mình lấy lại. À, không cho... có chân nữa kìa. Dạ. Rồi anh chim cục đá đâu đó, bỏ rồi mấy. Có nghĩa là người ta trúng số người ta mua cái tủ mới, người ta cho mình tủ cũ. Dạ. Nó có xe đạp mà đứt không chứ sơn đó. Em vậy em đâu có dẫn sửa hai chồng mình không có xe gắn máy xài hả? Dạ không. Xe đạp á, mình đứt cái sơn, không có cái sơn. Trời ơi coi gì khổ lắm mấy hồi. Cái thùng xốp á, sao bị cái gì vậy? Gà vô đó, nó ăn vô nó cắn. Gà không có gì ăn thùng xốp luôn. Rồi, đây nuôi vịt, nuôi gà nữa ha. Gà nó. Vịt, ở dưới vịt xiêm, ở trên này gà. Gà. Là mình chăn nuôi vậy đó hả? Dạ. Mà đất nền này của mình không? Đất nền này từ mấy dấu vừa đó cho qua mấy sông này của mình. Này mẹ là cô cho hả? Ừ. Nhưng mà con thấy cái đường đi vô đây thấy rất là khó khăn, đi qua nhà người này người kia quá trời. Dạ chứ không có đường. Mà họ hàng của mình không? Dạ bạn họ hàng. Cái đất này cũng không phải của cô đâu, đất của ông của bà là bạn gì rồi cho rồi bà cho khỏi con đó. Chứ bên nội nó cũng nghèo nữa. Dạ dạ. Đó, bên nội nó cũng nghèo chứ hồi đó đất đai không có em ơi. À, con thấy ngoài kia. Em thấy ngoài kia có chuồng heo kìa, mình của mình hả, của ai? Không, của tôi à. Của cô hả? Dạ. Tưởng đâu em nuôi heo chứ. Trời ơi, tôi nuôi con gì? Ăn vẫn rồi xong, lại bán cái trăm mấy nó luôn. Chỉ hai đứa con thì học nữa, đưa rước bán tới 9 giờ trời về cái 10 giờ tại con tan. Rước về đây có chiếc xe đạp với người vợ đi bán thì tới 9 giờ cái chạy dưới đợi 10 giờ tan về đây rước con về. Ba con dòng họ anh chị em mình có ai mà khá giả để giúp đỡ cho hai chồng mình không? Mấy chú rồi cũng vào đâu đó nó vậy đi mà không có giúp gì những chiếu mà có người ta nói ở ngoài người ta giúp như bây giờ mình có tệ nạn không, có như là
có vi phạm pháp luật hay gì, có tên gì, danh sách gì ở ngoài xã, phường xã mình không? Dạ không, lúc có gì mình lúc trước mình cũng đi xịt rồi này nọ đó, mình kiếm cá rồi ăn đó. Dạ hả? Dạ, rồi xã người ta không cho ba ấy nữa rồi mình nghỉ, nghỉ luôn. À, thấy anh cái hoàn cảnh mình khó khăn nhưng mà lúc nào mà cái gương mặt cũng tươi cười, rồi mình cũng cố gắng lên ha. Dạ. Cũng có cái cơ duyên bà con thấy cái hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn, một bây giờ là chỉ còn một người vợ mà gánh vác đi bán vé số để kiếm tiền lo cho chồng cho con, cũng như là một người làm mà chị Cương ăn, cái nữa là bốn người ăn mà một người làm, đã lâm vào cái cảnh mà người chồng phải để cái ruột ở ngoài như thế này. Hiện tại giờ là đang lâm nợ là 20 triệu để hỏi chị bệnh. Hồi xưa giờ làm không có dư giả gì hả? Dạ mình cũng đủ ăn cho con rồi nha, ăn học rồi vậy đó, thì thấy mình cũng không dư gì hết. Rồi đi làm hồ cho con ăn học phải không? Duy trì tới giờ ha. Mấy đứa có tờ giấy khen nào không? Có đứa nào có giấy khen không? Có giấy khen. Con gái có giấy khen không? Lấy ra khoe chú coi các coi. Cái đầu trên này hả? À, của cháu cháu Ngân ha. Giấy khen. Đó cái gì nữa. Đây miếng nữa ha. Hai tờ giấy khen của gái không hả? Ô giỏi quá, bây giờ chú hỏi gái cái này có giấy khen hay quá, hỏi cái này nè. Bây giờ cha thì bị bệnh để cái ruột ở ngoài, mẹ thì bán số, thì con cảm nghĩ sao, nói cho chú nghe coi. Con yêu cha mẹ. Con yêu cha mẹ. Con yêu cha mẹ. Rồi yêu ai nhiều hơn? Yêu cha với mẹ. Bằng nhau hay là người nào nhiều người nào ít? Bằng nhau. Bằng nhau hả? Ừ. Rồi người con đi bán vé số có cực không? Rất cực. Cực mà có buồn không? Không. Sao không buồn? Bán vui mà. Bán vui mà. Rồi ví dụ như là mời chú mua vé số rồi mời sao đâu? Ví dụ như cầm vé số đây, đâu mua vé số rồi. Vé số rồi giờ mời chú mua vé số mời sao? Chú mua vé số. Thôi bây giờ chú ghét quá chú không mua rồi giờ sao? Tiếp tục sao? Hả? Rồi ví dụ chú mua qua đây, chú ví dụ chú mua cái này đi rồi nào đó, rồi nào là sao? Chú mua là sao? Giỏi. Thuận cũng xin được trích một số tiền quỹ ra để giúp đỡ cho gia đình có tiền trang trải trong cuộc sống. Xin được trích số tiền của Mạnh Thường Quân như sau. Đó là chị Hồng Anh ở Mỹ nhiều lần ủng hộ giúp rất là nhiều bà con. Số tiền hôm nay còn lại là 8 triệu. Với lời dặn của chị thì đi gặp những cái hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh như thế nào thì sẽ trích ra 1 triệu để cho bà con. Xin được trích là 8 triệu trừ 1 triệu còn 7 triệu. 7 triệu tiếp tục là Thuận sẽ đi gặp bà con, nghèo bà con khó khăn Thuận sẽ trích tiếp. Tiếp theo Thuận xin được trích tiền quỹ của cô Lê Nguyên ở Cali ở Mỹ. Nhiều lần ủng hộ giúp rất là nhiều bà con, số tiền hôm nay còn lại là 6.640.000. Thuận xin được phép dùng 1 triệu, còn lại là 5.640.000. Cũng y chang như vậy thì Thuận sẽ đi giúp đỡ bà con nghèo, bà con khó khăn tiếp nữa. Tổng cộng số tiền Thuận sẽ giúp hôm nay là 2 triệu gửi đến gia đình anh chị. 1, 2, 3, 4. Mà bây giờ là gia đình mình ai là người giữ tiền được? Ai là người giữ tiền? Đưa dì cô anh ha. Rồi, số tiền 2 triệu của Mạnh Thường Quân em gửi cho chị ha. Cảm ơn mấy cô gì? Thì cái cô Mạnh Thường Quân là được rồi. Mấy cô Dân Quân. Mạnh Thường Quân, Dân Quân. Mấy cô Dân Quân hả? Vui, không có gành đâu anh ơi. Mấy cô Mạnh Thường Quân. Mấy cô ơi. Dân hả? Mạnh Thường Quân là được rồi. Mạnh Thường Quân, dạ, dạ. Mấy cô Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm cho em, cảm ơn mấy cô. Dạ. Rồi. Được không gì được không? Rồi ví dụ như mời em mua vé số mà mời sao đâu, chị mời sao đâu. Yeah. Em mời anh mua giùm cho em một tờ vé số. Mấy cái này thì thuộc lòng rồi ha. Dạ. Tại anh vì chị là đi. Dạ.
tại vì là chị là người Khmer đó quý vị, cho nên là không có lưu lót được, quý vị thông cảm. Rồi anh trai cố gắng lên ha. Có lời nói nào với Mạnh Thường Quân không? Dạ em cũng, vợ chồng em cũng cảm ơn mấy cô mấy chú Mạnh Thường Quân giúp gia đình em, cũng cảm ơn. Rồi cố gắng lên anh ha. Dạ. Rồi con gái nè. Bây giờ là chú mới mua chú mới làm gì với gia đình mình vậy? Chú đưa tiền. Làm gì? Chú đưa tiền cho cha mẹ. Mà con vui không? Vui. Chú mua số chú trả tiền á chứ đâu phải cho đâu. Phải không? Đâu đính chính là coi chú đang làm gì vậy? Chú mới vừa làm gì vậy? Chú mới vừa mua vé số. Chú có mua vé số không? Không có. Nãy giờ chú có mua vé số con chưa? Không. Chú có mua vé số mẹ chưa? Không. Đâu có đâu, chú đâu có mua đâu. Nãy giờ chú có mua vé số cho gia đình con chưa? Chưa. Chưa rồi. Vậy với chú trả tiền gì? Cho à. Không mua vé số mà cũng trả tiền nó ngộ ha. Cố gắng học giỏi là nghe, mà mốt chú xuống là chú có quà cho ha. Thì câu chuyện của gia đình sau thì Thuận truy cập lên y chang như vậy. Hữu duyên thì gia đình sẽ được Mạnh Thường Quân yêu thương để giúp vượt qua khó khăn. Thuận cũng xin tiếp lời với gia đình, xin gửi lời chân thành cảm ơn là số tiền hôm nay của chị Hồng Anh ở Mỹ và cô Lê Nguyên ở Mỹ đã trích một số tiền quỹ ra để giúp đỡ cho gia đình của anh chị. Xin gửi lời chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Ngay bây giờ thì Thuận với lại gia đình xin được phép hẹn gặp lại tất cả quý cô chú, anh chị, quý vị khán giả trong clip tiếp theo. Bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.